Người tiêu dùng thông minh ngày càng ưu tiên những sản phẩm chăm sóc gia dụng hiệu quả cao nhưng vẫn an toàn cho sức khỏe và bảo vệ thiên nhiên. Làm sao để quần áo trắng sạch, nhà cửa sáng bóng mà không cần dùng đến nhiều hóa chất độc hại đang là nỗi đau đầu của các chị em nội trợ. Tại Mỹ, một trong những giải pháp phổ biến nhất đó là lựa chọn những sản phẩm được chứng nhận bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA với quy trình kiểm nghiệm độc lập và nghiêm ngặt, đảm bảo các thành phần an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng và thiên nhiên. Hơn 10 năm trước, toàn bộ sản phẩm chăm sóc gia dụng của Amway đã đạt chứng nhận của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA về thành phần an toàn với sức khỏe gia đình và thiên nhiên với logo bảo chứng EPA Design for the Environment DFE trên nhãn chai. Hiện nay, chứng nhận Safe Choice là bước cải tiến mới của EPA với quy trình đánh giá sản phẩm nghiêm ngặt hơn, chú trọng hơn đến lợi ích của người tiêu dùng về hiệu quả ưu việt của sản phẩm, thành phần nguyên liệu an toàn và bao bì thân thiện với môi trường. Chúng tôi tự hào hiện nay hơn 40 sản phẩm chăm sóc gia dụng của Amway trên toàn cầu đều đạt chứng nhận Safe Choice. Chứng nhận Safe Choice là kết quả đánh giá của EPA về công thức và thành phần nguyên liệu của sản phẩm đáp ứng đúng hoặc cao hơn những tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất của Hoa Kỳ. Chứng nhận Safe Choice nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng hàng đầu từ hiệu quả, thành phần đến bao bì đều an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường. Tại Amway, chúng tôi rất tự hào vì hầu hết các sản phẩm chăm sóc gia dụng đều đạt chứng nhận Safe Choice. Lời cam kết của Amway đến người tiêu dùng, lựa chọn Safe Choice, lựa chọn Amway Home, lựa chọn đúng đắn, lựa chọn an toàn cho bạn và gia đình.